Ngày 7 tháng 4, tỉnh Ninh Bình đã thành lập 5 tổ công tác liên ngành để thực hiện kiểm tra các xe vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện 2 trường hợp lái xe vi phạm Nghị định 100 của Chính phủ và vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp trên.